Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở chương trình Toán 10, cái bộ kết nối tri thức với cuộc sống nè. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần, nói chung là thầy đã giới thiệu rất là nhiều. Và cái nội dung chính của cái bài này thì thầy cũng đã liệt kê cho các em 5 phần rồi, đúng chưa? Và thầy đã hướng dẫn chi tiết cho các em ở cái nội dung ở phần 1 và phần 2. Ở trong nội dung phần 1 thì chúng ta đã biết cách biết là mệnh đề là gì, biết khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai, và biết cách chọn đâu là mệnh đề và đâu không phải là mệnh đề, đúng chưa nào? Cách thứ hai, chúng ta đã được học về cái mệnh đề gì các em, phủ định. Mệnh đề phủ định thì bằng cách chúng ta sẽ là gì, sử dụng các cái từ không hoặc là không phải để chúng ta phủ định lại một mệnh đề nào đó. Nếu B thì mệnh đề phủ định của nó sẽ là B gạch. Nếu B đúng thì B gạch sai và ngược lại. Nếu B sai thì B gạch sẽ đúng. Đó, thì đó chính là nội dung kiến thức cơ bản ở trong cái clip trước mà thầy đã quay cho các em. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái ba phần còn lại, phần 3, phần 4 và phần 5. Đó chính là người ta được học về mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo. Phần tiếp theo, phần 4 đó chính là mệnh đề tương đương, và phần thứ 5 là người ta được học về các mệnh đề tồn tại hoặc là với mọi. Nghe chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần 3, đó chính là mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi sang phần A, mệnh đề kéo theo. Ta đi sang hoạt động 3 các em nhé. Cặp từ quan hệ nào sau đây phù hợp với vị trí bị che khuất trong câu ghép ở hình bên? Như vậy thì ở đây người ta che ở hai cái từ này. Chúng ta phải sử dụng là A là nếu thì hoặc là tuy nhưng để chúng ta điền vào cái chỗ che đó ha. Chấm chấm chấm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chấm chấm chấm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Thì em biết rằng là nghị định 100 em, người ta xem thông tin đài báo TV rồi, đúng không? Cái nghị định 100 ra đời là thầy nói với em là khi mà tài xế lái xe máy hoặc là ô tô, đặc biệt là ô tô, thì thầy nói với em cái khung hình phạt rất là nặng luôn. Nếu như mà chỉ cần sử dụng một lon bia ha, chỉ cần một lon bia thôi, ví dụ đi ăn đám cưới, đi công việc gì đó mà vui quá mà không kìm được uống một lon bia, ra gặp cảnh sát giao thông đưa nồng độ cồn vào thổi là thầy nói dính ngay. Và nó có khung hình phạt tùy theo cái nồng độ cồn ở trong máu ha. Người ta có cái khung nghe, người ta chế tài phạt rất là nặng đó, tiền rồi tước bằng rồi các kiểu luôn. Và nếu như mà gây tai nạn này nọ mà trong nồng độ, trong hơi thở nó có nồng độ cồn là cái khung nó rất là cao nha. Nên là người ta lưu ý là khi mà đã lái xe thì không nên uống rượu bia, được chưa? Thì cái này người ta đưa vào để mà nhắc nhở các em đó nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta đưa vào cái cặp đầu tiên, nếu thì thử nào. Nếu ở đây chúng ta sử dụng nếu này, nếu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông thì có thể xử phạt cái đó, có vẻ hợp lý đúng không? Bây giờ chúng ta đưa cặp tuy nhưng thử này. Tuy sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhưng có thể xử phạt hành chính gì đó, có vẻ là không hợp lý. Như vậy chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải chọn đó chính là gì, thì chính là nếu thì, nếu A thì B, đúng không? Đó chính là gọi là mệnh đề kéo theo, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 4 em nha. Hoạt động 4 cho hai câu sau: tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Cái này được học lớp 7 rồi này. Tam giác ABC có cái này, đó chính là gì? A bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương, đây chính là định lý Pythagore. Theo định lý Pythagore thì chúng ta có là gì em? Bình phương cạnh huyền này. Tại vì vuông ở A thì BC sẽ là cạnh huyền, AB và AC là hai cạnh góc vuông, đúng không? Như vậy theo nội dung định lý Pythagore ở chương trình lớp 7 chúng ta được học, đó chính là gì? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đúng chưa? Như vậy ở đây người ta nói là gì? Hãy phát biểu câu ghép dưới dạng nếu B thì Q. Thì chúng ta đặt vô đấy, dễ như đó à. Như vậy hoạt động 4 này, hoạt động 4 ở đây chúng ta ghi thầy đây là nếu, nếu B thì Q. B này, nếu tam giác gì đó vuông tại A ha, tại A thì sao, thì đấy chúng ta ghi lại cái chỗ này lại, thì tam giác ABC có gì, AB bình phương cộng AC bình phương sẽ bằng BC bình phương. Xong, nếu thì, nếu A thì B đấy, thì nó thường là thầy nói rồi, nó được phát biểu dưới dạng là một định lý ha. Ok.
Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần ghi nhớ. Phần ghi nhớ. Như vậy thì cái mệnh đề nếu B thì Q, nếu B thì Q được gọi là một mệnh đề kéo theo và ký hiệu là B kéo theo Q. Cái ký hiệu này chúng ta thông thường chúng ta hay gặp trong toán học á, thì nó được gọi là dấu suy ra, đúng không? Dấu suy ra. Nhưng mà trong mệnh đề này á thì nó vẫn gọi là một số ký hiệu này gọi là suy ra, nhưng mà chúng ta đang học ở đây là gì? Kéo theo, đúng không? Chú ý này. Chỉ sai, mệnh đề này chỉ sai khi B đúng Q sai. Do đó ta chỉ cần xét tính đúng sai của mệnh đề BQ khi B đúng. Khi đó nếu Q đúng thì gì? B suy ra Q đúng. Nếu Q sai thì B suy ra Q sai. Được chưa? Đang ghi lại phần chú ý này luôn. Ok. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở phần ví dụ 3. Ví dụ 3 anh em nha. Cho tứ giác ABCD, xét hai câu sau. Tứ giác ABCD có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ. ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn. Thì trong chương trình lớp 9, cái này là thầy nói các em là để chứng minh một tứ giác nội tiếp đường tròn thì các em hay sử dụng cái định nội dung định lý này. Nghĩa là chúng ta thường là ví dụ ở trong tứ giác ABCD này thì tổng hai góc đó đó chính là góc A cộng góc C hoặc là góc B cộng góc D bằng bao nhiêu? Bằng 180 độ, thì chúng ta suy ra cái tứ giác đó sẽ nội tiếp đường tròn, đúng không? Đấy. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ phát biểu dưới dạng, thì ở đây chúng ta sử dụng nếu. Nếu thì nếu B thì Q, nếu ở đây, nếu vô đây thì ở đây, thì vô đây. À. Được chưa nào? Như vậy thì mệnh đề kế theo này là mệnh đề gì? Đúng. Mệnh đề đúng nha. Như vậy các định lý toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng là B kéo theo Q. Khi đó ta nói, ta ghi lại cái phần này vô. B là gì? Là phần giả thiết của định lý. Q là kết luận của định lý. Hoặc B là điều kiện cần, tại loại điều kiện đủ để có Q, và Q là điều kiện cần để có B. Như vậy các em ghi thầy phần này vô. Đây. Được chưa nào? Đấy. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái mệnh đề đảo của em nhé. Cái mệnh đề đảo hồi nãy là mệnh đề gì? Kéo theo. Kéo theo thì thường sử dụng là nếu A thì Q, thường là nếu A thì B. Nếu A thì B gọi là mệnh đề kéo theo. Bây giờ mệnh đề đảo, đảo nghĩa là ngược trở lại. Đảo nghĩa là ngược trở lại. Các em hiểu không? Ngược trở lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở hoạt động 5 em nhé. Hoạt động 5. Xét hai câu sau. B. Phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Q. Nên mệnh đề Q này. Phương trình bậc 2 AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 có biệt thức delta ở đây lớn hơn 0. Chứng tỏ là gì nè? Các em thấy hai này nó có tương đương nhau không? Tương đương nhau. Đúng không? Tại vì sao? Ở trong chương trình lớp 9 chúng ta được học rồi. Nếu như một cái phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt thì bắt buộc cái anh delta này nó phải lớn hơn 0. Và ngược lại, nếu như delta mà lớn hơn 0 thì người ta sẽ kết luận được cái phương trình đó nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Ở đây người ta yêu cầu em là hãy phát biểu mệnh đề B kéo theo Q. B kéo theo Q. Thì ở đây chúng ta sẽ phát biểu luôn là gì? Ở đây là nếu nếu B thì Q. Đấy. Nếu phương trình gì đó có hai nghiệm phân biệt, thầy ghi tắt còn em tự ghi nha. Thì ở đây là thì là Q này. Cho tới chỗ đây là delta sẽ bằng B bình phương trừ 4A AC lớn hơn 0. Đó. Đấy là phát biểu là B kế theo Q. Bây giờ chúng ta sẽ phát biểu Q kế theo B. Thì chúng ta cũng sẽ là nếu nếu cái gì nè? Nếu cái phương trình bậc 2 nó có ở đây. Phương trình ở đây delta B bình phương trừ 4AC lớn hơn 0 thì chúng ta ghi cái B vô. Thì phương trình gì đó ở đây là chấm 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 là phân biệt, có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Đấy, vậy thôi. Chúng ta sử dụng cái gọi là kéo theo mà chứng tỏ hai thằng này là gì? Hai này là bằng nhau này. Đúng không? Bằng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cái mệnh đề Q kéo theo B được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề B kéo theo Q.
Pin thay bằng này vô. Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng. Được chưa? Không nhất thiết là đúng. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái phần nhận xét thì cái này ghi vô nha. Ở đây chúng ta sẽ đi sang phần ví dụ 4 em. Thầy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề. Nếu tam giác ABC là tam giác đều, đều ha, thì tam giác ABC là tam giác cân. Và xác định tính đúng sai mệnh đề đảo này. Như vậy tam giác đều thì chúng ta có khả năng khẳng định nó là tam giác cân. Tại vì tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Thì nếu như mà tam giác cân thì chỉ cần có 2 cạnh bằng nhau là nó đã là tam giác cân rồi. Chứng tỏ tam giác đều nó sẽ là tam giác cân. Nhưng tam giác cân thì chưa chắc nó đã là tam giác đều. Tam giác cân phải có một góc bằng 60 độ thì nó sẽ là tam giác đều. Theo cái phần chứng minh ngược lại từ tam giác cân sang tam giác đều. Có đúng chưa? Như vậy mệnh đề đảo này, nếu tam giác AC cân thì tam giác AC đều thì cái này là sai này. Tại vì cân chưa chắc nó đã đều, nhưng đều thì chắc chắn sẽ cân. Chúng ta có hiểu vấn đề này không nào? Như vậy mệnh đề đảo chúng ta sẽ là mệnh đề sai. Còn cái mệnh đề phát biểu đây chính là mệnh đề đúng này. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC sẽ là tam giác cân thì nó sẽ đúng. Nhưng phát biểu ngược trở lại thì nó lại sẽ sai. Đấy, ok. Hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 3 em nhé. Được, tôi có luyện tập 3 em. Cho các mệnh đề B là A và B chia hết cho C, quy A cộng B chia hết cho C. Câu A, hãy phát biểu định lý B kéo theo quy, nêu giả thiết kết luận của định lý và phát biểu định lý này dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ. Một cái yêu cầu khá là dài ở câu A. Thì cái này chúng ta được học chương trình lớp 6 nè. Các em còn nhớ chương trình lớp 6 chúng ta có tính chất của phép chia hết nha. Nếu A, đây này, thầy nhắc lại chương trình lớp 6 thôi nha. Lớp 6 chúng ta có công thức này, A chia hết cho M, B chia hết cho M. Chia hết á, thì chúng ta có cái tổng A cộng B nó sẽ chia hết cho M. Thì M ở đây chúng ta sẽ thay bằng chữ C thôi. Đây là kiến thức của lớp 6 này. Đúng không? Như vậy thì bây giờ thầy sẽ làm từng bước nha. Hãy phát biểu định lý B kéo theo quy. Được không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu A này. Mệnh đề B kéo theo quy phải làm từng thành phần người ta yêu cầu cho nó đầy đủ chứ không nên lại thiếu. Bây giờ chúng ta khi mà phát biểu kéo theo á thì chúng ta sử dụng là nếu thì. Nếu A và B chia hết cho gì? Chia hết cho C thì A cộng B chia hết cho C. Đó, đó là nếu thì. Như vậy thì ở đây người ta nói là mệnh đề này là mệnh đề đúng hay sai? Mệnh đề này sẽ là mệnh đề đúng, chắc chắn là như vậy. Ở đây chúng ta khẳng định đây chính là mệnh đề. Mệnh đề đúng, mệnh đề chắc chắn 100% là đúng của em. Nêu giả thiết, kết luận định lý và phát biểu định lý này dưới dạng điều kiện cần và điều kiện đủ. Bây giờ giả thiết. Giả thiết đó chính là cái phần nằm chính giữa nếu và thì. Nếu và thì nằm chính giữa này chính là phần giả thiết. Như vậy giả thiết đó chính là B, kết luận đó chính là quy. Đúng không nào? Đó chính là A và B chia hết cho C. Kết luận, kết luận đó chính là quy, là A cộng B chia hết cho C. Được chưa? Bây giờ người ta lại yêu cầu nữa, đó chính là phát biểu điều kiện cần và điều kiện đủ. Đúng không? Đây này. Bây giờ thầy sẽ phát biểu dưới dạng là điều kiện cần. Phát biểu dưới dạng điều kiện cần là, nhớ này, kinh nghiệm làm này, điều kiện cần nó sẽ là quy kéo theo B nha. Nhớ này, cần thì đảo ngược nó lại, cần thì quy kéo theo B. Được không? Ok. Nghĩa là gì? Nghĩa là A cộng B chia hết cho C, đó chính là điều kiện cần để gì? Để xảy ra cái này. Được không nào? Như vậy chúng ta có là A cộng B, được không? Chia hết cho C là gì các em? Là điều kiện cần. Là điều kiện cần để có gì?
để có A và B chia hết cho C. Đây chính là điều kiện cần. Bây giờ điều kiện đủ thì ngược lại, nhóm thay điều kiện đủ thì từ B sẽ kéo theo quy nha, là đủ. Phát biểu dưới dạng điều kiện đủ là như vậy thì ở đây chúng ta có là gì nè, A và B chia hết cho C là điều kiện đủ, là đủ điều kiện đủ để có A cộng B chia hết cho C, được chưa? Ok, ta đi sang câu B. Trời, một câu mà dài khiếp này, câu A này. Các em thầy ghi chép, thầy gấp cái tờ giấy lại, cho nếu để như này thì câu B các em sẽ không thấy. Được không? Rồi, xong câu A. Rồi, câu B này. B người ta yêu cầu như đây nha. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề B kế thừa quy, rồi xác định tính đúng sai mệnh đề này. Bây giờ mệnh đề đảo đúng không? Chúng ta có là mệnh đề đảo của mệnh đề B kéo theo Q là mệnh đề Q sẽ kéo theo B. Thì bây giờ chúng ta sử dụng mệnh đề như vậy thì cái mệnh đề Q kéo theo B sẽ được phát biểu như sau. Chúng ta sử dụng nếu thì, nếu ở đây, nếu A cộng B chia hết cho C thì sao em? Thì A và B chia hết cho C, đó chính là mệnh đề đảo. Thì các em thấy mệnh đề đảo này là mệnh đề đúng hay sai? Hồi nãy thầy đã nói là nếu như cái mệnh đề á B kéo theo Q là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo các em thấy này, A cộng B chia hết cho C thì A và B chia hết cho C, thì theo em cái mệnh đề này đúng hay sai? Nếu sai thì em phải chỉ ra. Thầy khẳng định cái mệnh đề này là mệnh đề sai. Mệnh đề này là mệnh đề sai. Bây giờ thầy lấy ví dụ. Ví dụ thầy lấy ví dụ như là A bằng 1, B bằng 2 và C bằng 3. Đúng không? Ta có nè. Ta có ở đây là 1 cộng 2 á, tổng này á thì chia hết cho 3. Đúng không? Nhưng 1 và 2 không chia hết cho 3. Đúng chưa? Ok, các em hiểu không? Lấy ra để chứng minh là nó sai bằng cách cho ví dụ cụ thể. Cho ba cái số ABC cụ thể là ra thôi. Hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo nha. Phần 4 em, phần 4. Phần 4 đó chính là mệnh đề tương đương. Ta đi sang ở phần 4 em, mệnh đề tương đương. Ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 6, hoạt động 6 nha. Hãy xác định tính đúng sai của mệnh đề sau. Một số tự nhiên chia hết cho 5. Nếu số đó có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 5 và ngược lại. Như vậy theo cái dấu hiệu nhận biết, theo dấu hiệu nhận biết thì em thấy để mà một số tự nhiên chia cho 5 thì có phải chữ số tận cùng nó phải là chữ số 0 hoặc là chữ số 5, là cái này đúng hay sai? Đúng. Đúng chưa? Đúng không? Tại vì dấu hiệu chia cho 5 là chúng ta đã biết rồi. Như vậy thì nếu mà A chia cho 5 thì A tận cùng sẽ bằng 0 hoặc 5. Như vậy cái mệnh đề này là mệnh đề đúng hay sai? Đúng. Người ta yêu cầu các em này. Như vậy thì ở đây các em khẳng định đây là mệnh đề. Mệnh đề này đúng em nha. Đúng. Đúng chứ không phải sai nha. Tại vì ở chương trình lớp 6 chúng ta học rồi, dấu hiệu nhận biết chia hết cho 5 là có chữ số tận cùng là bằng 0 và 5. Mệnh đề ở hoạt động 6 có thể phát biểu dưới dạng một số tự nhiên chia hết cho 5 nếu và chỉ nếu thấy không? Nếu và chỉ nếu số đó có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5.
Em lưu ý cái từ nếu và chỉ nếu này. Chúng ta sẽ ghim thầy phần này vào trong vở này. Mệnh đề B nếu và chỉ nếu Q được gọi là một mệnh đề tương đương và ký hiệu, ký dấu tương đương ở đây chúng ta đã biết rồi này. Được chưa? Sau đó các em ghim thầy phần nhận xét này vô. Nếu cả hai mệnh đề B kéo theo Q và Q kéo theo B đều đúng thì mệnh đề tương đương B tương đương với Q đúng. Khi đó ta nói B tương đương với Q hoặc là B là điều kiện cần và đủ, nghĩa là cần và đủ luôn nha. Còn ví dụ khi mà cần hoặc là đủ riêng á thì nó lại khác. Hoặc là B khi và chỉ khi Q. Sử dụng các từ thứ nhất là tương đương, thứ hai là điều kiện cần và đủ, thứ ba là khi và chỉ khi. Các em phải hết sức lưu ý như vậy. Được chưa? Như vậy cái phần ghi nhớ phần nhận xét chúng ta ghi vô nha. Rồi, ta sẽ đi sang ở phần ví dụ 5. Cho hai mệnh đề B tứ giác ABC là hình vuông, Q tứ giác ABC là hình chữ nhật, có hai đường chéo vuông góc với nhau. Hãy phát biểu mệnh đề tương đương B, Q và xác định tính đúng sai mệnh đề tương đương này. Như vậy thì chúng ta thấy về cái phần mà hình học lớp 8 nha. Chúng ta được học về gì? Tứ giác tới hình gì? Hình thang, rồi tới hình gì? Hình bình hành, rồi tới hình gì? Hình chữ nhật, rồi tới hình gì? Hình thoi và cuối cùng là hình vuông. Có đúng không? Nếu ở chương trình lớp 8 bạn nào học kiến thức hình học mà vững á thì chúng ta sẽ nhớ lại những cái này. Như vậy các em thấy rằng là cái mệnh đề tương đương B tương đương Q nghĩa là tứ giác ABC hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABC là hình gì? Là hình chữ nhật, có hai đường chéo vuông góc với nhau. Mệnh đề tương đương này là gì? Là đúng, đúng chưa? Theo dấu hiệu mà chúng ta được học ở chương trình lớp 8 rồi. Vì cả hai mệnh đề B kết theo Q và Q kết theo B là điều đúng. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ làm cho em phần luyện tập 4 em nha. 4. Rồi, ở đây chúng ta có này. Phát biểu điều kiện cần và đủ để số tự nhiên N chia cho 2. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải xét hai mệnh đề B và Q. Đây chúng ta sẽ xét hai mệnh đề. Ở đây là B, đó chính là cái số tự nhiên N chia hết cho 2, đúng không? Q đó chính là số tự nhiên N. Khi mà chia hết cho 2 thì nó sẽ có chữ số tận cùng mà chúng ta được học ở chương trình lớp 6, nó là gì em? Đó chính là 0248, những chữ số chẵn ha. N có chữ số tận cùng. Tận cùng là gì em? Là 0, 2, 4, 6, 8. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có mệnh đề B kế theo Q và Q kế theo B. Như vậy ta có cái mệnh đề B kéo theo Q và mệnh đề Q kéo theo B là đúng hay sai em? Điều đúng nha, điều đúng em nha, điều đúng. Vậy cái mệnh đề tương đương B tương đương với Q là như nào? Là chúng ta khẳng định đây là đúng. Và chúng ta sẽ phát biểu dưới dạng điều kiện cần và đủ ha. Phát biểu như vậy chúng ta có này, số tự nhiên N có chữ số tận cùng. Tận cùng là gì em? Tận cùng là gì? Cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là cái điều kiện cần và đủ để có số tự nhiên N chia hết cho 2. Vậy thôi. Hiểu chưa nào? Đó, ok. Là thầy đã làm xong cho em ở phần luyện tập 4 rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 5, cũng là phần cuối cùng trong clip hôm nay em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 5, đó chính là mệnh đề có chứa ký hiệu. Cái ký hiệu này đọc là với mọi này em, còn ký hiệu này đó chính là tồn tại. Câu này: mọi số thực đều có bình phương
không âm. X bình thường là một số không âm thì người ta ký hiệu đây. Là một mệnh đề, có thể viết mệnh đề này như sau. B với mọi x, cái này với mọi x thuộc R, là R này đó chính là tập số thực. Không âm, không âm nghĩa là lớn bằng không, bình phương này. Câu có một số hữu tỉ, có một, ở đây em thấy là mọi này, có từ mọi hoặc là với mọi là nó sẽ là ký hiệu này. Còn có một hoặc là ít nhất thì người ta sẽ sử dụng cái tồn tại. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi thành phần này vô này. Ký hiệu này đọc là với mọi, ký hiệu này đọc là gọi là tồn tại hoặc là ít nhất ha. Như vậy em hãy xác định tính đúng sai của hai mệnh đề trên ha. Như vậy thì ở đây em thấy là cái mệnh đề B này là đúng hay sai? Với mọi x thuộc R, x bình phương lớn bằng 0 thì cái này chắc chắn đúng. Tại vì khi mà bình phương thì chắc chắn là từ số 0, số âm hay số dương thì nó đều lớn hơn bằng 0. Nghĩa thấp nhất ở đây là số 0 thì bình không bình phương thì bằng 0. Còn lại số âm hay số dương thì đều ra số dương hết, chứng tỏ cái mệnh đề này là đúng. Được không? Có một số hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 2 là một mệnh đề, có thể viết mệnh đề này dưới dạng sau. X bình phương bằng 2. X bình phương bằng 2 thì em thấy là căn bậc 2 bình phương mới bằng 2. Mà căn bậc 2 này đó chính là gì? Số vô tỉ. Số vô tỉ chứ không phải là số hữu tỉ. Nghĩa là căn bậc 2 đó chính là số vô tỉ. Chương trình lớp 7 chúng ta được học rồi, chứng tỏ cái mệnh đề này là mệnh đề sai. Dù giáo viên có hỏi thì các em nói là chúng ta chỉ ra được cái căn bậc 2 của 2 thì mới bằng 2 bình phương ha. Bình phương thì bằng 2. Nhưng mà cái căn bậc 2 của 2 thì nó là số vô tỉ chứ không phải là số hữu tỉ. Hiểu chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 5 luôn em. Phát biểu bằng lời mệnh đề sau và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai. Ok, chúng ta sẽ phát biểu nha. Ở đây là với mọi hay tồn tại em. Đây chính là với mọi số thực x. Số thực x. Mà ở đây là gì? X bình phương cộng 1. Nghĩa là tổng của bình phương của nó, tổng bình phương của nó với số 1 luôn gì? Luôn nhỏ hơn, luôn nhỏ hơn bằng 0. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có thể phát biểu như sau. Với mọi số thực tổng của nó tổng của bình phương đi. Phải có bình phương rồi. Ha? Tổng của bình phương của nó và 1 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Đấy. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta người ta nói là cái mệnh đề này là mệnh đề đúng hay là sai. Ha? Ở đây em thấy là cái này không thể đúng được. Tại vì sao này? Bình phương ở đây là một số không âm mà cộng thêm 1, 1 là số dương thì chứng tỏ cái này phải lớn hơn 0 này. Đáng lẽ viết lại thì nó phải là x bình phương cộng 1 nó phải là lớn hơn 0, nhưng mà cái này là nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ cái này mệnh đề này là mệnh đề sai này. Được chưa? Dưới đây ta xét mệnh đề phủ định của mệnh đề có ký hiệu với một vài tồn tại. Thì trong clip đầu á, tiết 1 á, thì thầy đã nói rồi. Phủ định của với mọi thì nó sẽ là tồn tại, mà phủ định của tồn tại thì nó sẽ là với mọi. Được chưa nào? Ở đây người ta nói là mọi số tự nhiên nhân với 1 đều bằng chính nó. Đúng không? Đúng. Ở đây là không đúng, có một số tự nhiên nhân với 1 không bằng chính nó. Như vậy thì ở đây chúng ta xem thế này. Đây, người ta viết dưới dạng này nghe này. Ở đây là mọi này. Mọi nghĩa là với mọi. Đây. Đúng không? Bây giờ người ta phủ định lại. Ở đây người ta sử dụng ký hiệu đây là với mọi. Thì bên đây người ta sẽ sử dụng ký hiệu là tồn tại. Ở đây cái dấu ở đây là bằng. Ta chú ý thầy, chỗ thầy đánh dấu ở đây là ký hiệu bằng. Thì chỗ này sẽ là khác. Đó. Như vậy thì nếu mà kết luận á, thì mệnh đề nào đúng? Mệnh đề B này sẽ là mệnh đề đúng này. Còn mệnh đề phủ định này là mệnh đề sai. Chúng ta có liệu có chỉ ra được một số nào đó mà nhân với 1 và khác với nó? Ví dụ số 0. 0 nhân 1 cũng bằng 0 cũng bằng chính nó. 1 nhân 1 bằng 1. Đúng không? 2 nhân 1 bằng 2. 3 nhân 1 bằng 3. 4 nhân 1 bằng 4. Nghĩa là bất kỳ số nào mà nhân với 1 cũng bằng chính nó, chứng tỏ B này là đúng. Thì anh này sẽ là sai. Hiểu chưa? Rồi.
bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở ví dụ 6. Viết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của nó. Ở đây các em thấy không? Ở đây là gì? Ở đây là tồn tại. Thì chúng ta phủ định lại thì sẽ là với mọi, cũng là với mọi x thuộc R. Nhưng ở đây các em thấy này, x bình phương cộng 1, ở đây các em thấy nó bằng không không? Dấu bằng này chúng ta sẽ phủ định lại là bằng khác, là dấu khác đó. Phủ định lại như vậy này. B này. Đâu rồi? Đây. Hiểu chưa? Ví dụ thầy nói một số ký hiệu để phủ định chúng ta nhớ này. Ví dụ người ta cho x bình phương cộng 1 lớn bằng 0, đúng không? Bây giờ phủ định lại thì nó sẽ là x bình phương cộng 1 nhỏ hơn 0. Ở đây có dấu bằng thì ở đây không có dấu bằng. Ở đây lớn hơn thì nó quay lại là bé hơn. Hoặc là ví dụ như là x bình phương cộng 1 lớn hơn 0 thì người ta phủ định lại là x bình phương cộng 1 nhỏ hơn bằng 0. Chúng ta hiểu không? Hiểu hiểu cái ý thầy đang nói nè. Các cái dấu á, hoặc là ví dụ như là 3x cộng 1 bằng 0 thì người ta phủ định lại là x cộng 1 sẽ là khác không? Nghĩa là hai cái dấu này là nó sẽ phủ định với nhau này. Đó. Còn ở đây là ở đây với mọi thì chắc chắn là phía bên đây là sẽ là tồn tại, mà ở đây tồn tại thì đây sẽ là với mọi. Nhớ lại như vậy. Hai này là hai thằng phủ định với nhau. Đấy là kinh nghiệm làm để mà chúng ta nắp, ví dụ như là có nghiệm thì chúng ta sẽ là vô nghiệm. Nó phủ định là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái cuối cùng ở trong phần lý thuyết của bài này, đó chính là phần luyện tập 6 ha. Rồi luyện tập 6 em. Trong tiết học môn toán, Nam phát biểu mọi số thực đều có bình phương khác 1. Mọi số thực ha. Nghĩa số thực của chúng ta là bao gồm tất cả mọi số. Nếu chúng ta tìm được một cái số nào đó mà bình phương bằng 1 thì chứng tỏ bạn Nam này sai. Mai phát biểu có một số thực mà bình phương của nó bằng 1, đúng không? Như vậy câu A hãy cho biết bạn nào phát biểu đúng và bạn nào phát biểu sai. Hãy cho biết bạn nào phát biểu đúng thì chắc chắn là bạn gì? Bạn Mai phát biểu đúng này. Tại vì thầy tìm được ra được đó chính là số 1 hoặc là âm 1. 1 bình phương bằng 1 hoặc là âm 1 bình phương sẽ bằng 1, đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi nhìn thầy câu A là Nam sai, Mai đúng. Vậy cho nó nhanh. Câu B được không? Hãy dùng ký hiệu với mọi tồn tại để viết lại các phát biểu của Nam và Mai dưới dạng một mệnh đề. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ký hiệu phát biểu của Nam này. Thì đây là gì? Bạn nói là mọi số, mọi nghĩa là với mọi. Đó chính là mọi số thực x thuộc R. Mà ở đây bạn nói là có bình phương. Có bình phương ở đây là khác mấy? Khác 1. Như vậy thì nó sẽ là x bình phương sẽ khác 1. Đúng không? Còn phát biểu của Mai này có một số thực mà bình phương của nó bằng 1. Như vậy thì đây với mọi thì chúng ta sẽ viết lại dưới dạng là tồn tại x thuộc R mà x bình phương sẽ bằng mấy? Bằng 1. Nếu mà chỉ ra, nếu mà chỉ ra thì ở đây ví dụ dù giáo viên có hỏi á thì x này người ta chỉ ra x nó sẽ bằng 1 hoặc là x sẽ bằng âm 1 là đúng. Chứng tỏ anh này đúng và anh này sai. Các em có hiểu không? Hiểu ý thầy nói chưa? Rồi. Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Tóm lại ở trong cái nội dung 3, 4 và 5 ta được học những gì? Thứ nhất đó chính là ta được học về mệnh đề kéo theo là B kéo theo Q. Và cái mệnh đề đảo, đây là kéo theo này, mệnh đề đảo chúng ta là Q sẽ kéo theo B. Cái thứ hai chúng ta được học đó chính là mệnh đề tương đương, B tương đương với Q. Và cái thứ ba đó chúng ta được học về hai ký hiệu với mọi và tồn tại. Hai anh này là hai anh phủ định với nhau. Nếu anh này với mọi thì phủ định lại sẽ là tồn tại, mà tồn tại thì phủ định lại thì nó sẽ là với mọi. Được chưa? Đó. Thì tùy cơ ứng biến trong từng loại bài tập em. Cho bây giờ không thể nào đưa ra một cách chính xác. Khi nào có phần bài tập rồi thì mình làm và cho nó chính xác ha. Thì trong đây người ta đưa ra phần bài tập thì thầy đề nghị chúng ta làm luôn. Trong clip sau thầy sẽ hướng em phần bài tập nha. Có 7 bài. Có thể thầy sẽ làm trong một clip. Nếu mà dài thì thầy chia thành 2 clip. Còn nếu ngắn thì thầy sẽ làm trong vòng 1 clip em nha.
đọc lại cái mục em có biết luôn. Rồi, bye bye các em. Chúc em học tốt nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang như thầy nha. Ở đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.